Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2020 ha. Trước giờ em quay clip thì em thường em sẽ không có nói ngày tháng. Nhưng mà do có một số anh hay coi những cái clip của những cái ngày mà em đã đăng rồi hỏi mua chim cho nên em không có còn. Thì mấy anh góp ý em nói là mai mốt có quay clip thì nói ngày tháng luôn để cho mấy anh nắm rõ ha. Đó. Thì hôm nay em về đâu đó là 2, 4, 6, 8, 10 11 thùng thôi mấy anh ha. Thì ở đây nó có đủ loại chim hết. Than lửa, than đất, rồi tiểu mi, rồi khú bùi đầu đỏ. À quên á, có một con nhồng rồi. Nhồng con nữa hả các anh ha. Cái thùng này là con nhồng nè. Đây là than nè. Rồi than đất nè. Tiểu mi, than đất, tiểu mi, than đất, lửa, than. Ở bên này có đầy đủ hết ha. Ok, thì bây giờ em sẽ bắt đầu em tắt những cái thùng này ra, rồi những cái con chim nào như là than đất hoặc là tiểu mi gì đó thì các anh cũng biết rồi ha. Thì em sẽ không cần quay clip ra chim từng con nữa, tại vì nó sẽ rất là mất thời gian cho các anh ha. Ok, rồi anh em xem tiếp cái video tiếp theo ha mấy anh ha, để xem em ra lửa và than ha mấy anh ha. Nãy giờ mình thu ba cái con mái ra rồi mà mình chưa có quay, thì bây giờ còn ba con trống chuyền ha, mình sẽ quay ba cái con trống chuyền ha. Thì đây nè, nãy giờ em ra đây nè, cái này là một trống rồi nè, bây giờ ba con nữa là bốn ha, hồi nãy là năm mái. Ok, thì giờ còn ba con này em sẽ quay ba con thôi ha. Lựa chuyền trống này giá là 400 ha mấy anh ha. Đó, giá rất là bình dân luôn, do là quá nhiều chim cho nên em không có kịp em quay, em tranh thủ em ra cho nó xong thôi. Rồi, chuyền trống thì rất đẹp ha. Đó, hai đuôi rất là đẹp luôn. Cái này giống như là do nhiều chim quá cho nên mình quay demo thôi ha mấy anh ha, chứ không có quay chi tiết giống như mấy lần trước ha. Tại vì em cũng tranh thủ em ra chim rồi cho nó ăn uống nữa, cho nên em không có quay giống như trước em hay ra từng chim cho mấy anh xem ha. Đó, đây là trống chuyền thì nó đã trổ lông đen hết rồi ha. Cái này thì không bao giờ lộn là con mái được. Đó, anh em nào mà nuôi cái con này mà nó ra được con mái là chắc em sẽ tặng cho mấy anh thêm cả chục con như vậy. Đó, trống chuyền này rất đẹp ha. Ok, thì hôm nay em sẽ báo giá lại nha mấy anh ơi. Thì nói chung là cái giá nó có hơi thay đổi một chút xíu. Lửa chuyền trống thì 450 ha. Tại vì do là xe bây giờ em vận chuyển nó rất là cao. Hôm bữa thì chỉ có 400 thôi, nhưng mà hôm nay do xe vận chuyển rất là cao cho nên cái giá chè lửa nó có thay đổi chút xíu, đó là 450 một con chè lửa trống ha. Chè lửa trống chuyền ha mấy anh ha. Nói rõ chè lửa trống chuyền, còn lửa chuyền mái thì 200. Đó, do là cái tình hình bây giờ nó đang rất là căng thẳng, giá xe, giá cước rồi này nọ nó cao và nó khó nữa. Rồi ok, mời anh em xem tiếp cái video để em khui những cái thùng than ra ha mấy anh ha. Rồi để em lấy than coi. Đây là thùng kẹt than ha mấy anh ha.
Đây là con than mái nha mấy anh nha. Than mái ha. Đây. Là cái con đấm kiền ha mấy anh ha, chim này rất là to. Đó, các anh đang nghe những cái con thú bụi đầu đỏ nó đang hót ha mấy anh ha. Đây con trống này mũi rất là thông ha, chim này rất là chim hót. Mái ha, mái này rất là đẹp luôn, đèn ga lông. Trời ơi, con chim mép này rất là to nha mấy anh ha. Đây là con chim mép nè, đèn ga lông đuôi nè. Đấy, nó vẫn là chuyền ha mấy anh ha. Đây. Chim rất là đẹp, rất là to luôn. Đó, nó đang leo đuôi. Ồ, cái chân nó có vấn đề. À, không sao. Rồi, có 4 con này. Ồ, cái thùng vừa rồi thì nó có 4 con ha mấy anh ha. Một chuyền 1 mét ha. Ok, để em xem nào, còn cái gì nữa. Để em xem cái thùng này nó có cái gì ở trong này đây. Trong này thì có hét lửa nó làm mấy anh ha. Đó, các anh nghe những cái con cứu bụi nó kêu rất là đã luôn. Một em chào màu. Wow, con này trống nha mấy anh ha. Con này trống nè, mọc lên ha, rất là đẹp. Màu mái đỏ. Chim này phải nói là bao đẹp luôn. Sao lạc loài con trà màu vô đây không biết. Đây là con hoét lửa ha mấy anh ha, con hoét lửa trống. Đây thì cũng như những cái clip trước em có chỉ cái cách phân biệt cho các anh cái con trống và con chim mái ha. Con trống xám, mái xanh ha. Đây cái lông xám này. Đó, cái con trống thì nó xám, con mái thì nó xanh. Đó, con hoét lửa ha mấy anh ha. Đó, rất là dễ, con đấy là con trống kiền á, người ta có nuôi có hót rồi ha. Rồi con than chuyền trống ha mấy anh ha. Than chuyền trống. Để em cắt cái dây nó đi cái. Ok, rồi coi học nào cho nó được à. Thank you.
Con này trẻ rất là to luôn. Chim trống luôn ha, mấy anh ha, chuyền trống ha. Rồi, con trống này rất là đẹp. Rồi anh xem con này rất là dài ha, đầu mặt nhỏ xíu xíu nè, có cái đầu. Rồi chuyền ha mấy anh ha, chuyền trống. Rồi, cái thùng này hết rồi. Ok, rồi tạm thời thì em sẽ tạm dừng cái clip này để em ra những cái con chè đất ha.